Công an thành phố Quảng Ngãi vừa bắt giữ 3 thanh niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Kiều Minh Giang, Nguyễn Tấn Huy cùng trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa và Đặng Tấn Thành trú tại xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi bị bắt giữ sau vụ ẩu đả tại ngã tư Phạm Văn Đồng, Nguyễn Nghiêm. Trước đó, Nguyễn Minh Hiếu trú ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành tập hợp 20 thanh niên mang hung khí hẹn đánh nhau với nhóm của Phạm Thư cùng trú ở thị trấn Chợ Chùa. Địa điểm hẹn là đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nhóm của Phạm Thư không đến như đã hẹn nên nhóm của Nguyễn Minh Hiếu chia nhau đi tìm. Khi đến ngã tư giữa đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Nghiêm thì nhóm của Hiếu gặp một nhóm khác và xảy ra mâu thuẫn. Kiều Minh Giang, Nguyễn Tấn Huy và Đặng Tấn Thành dùng hung khí làm một thiếu niên 16 tuổi trú phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi bị thương nặng. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.